Sơn có tin vào nhân duyên không? Quý vị có tin là cái buổi gặp gỡ của chúng ta đêm nay là một cái duyên lớn không? Sơn cũng nghĩ như vậy đấy anh. Đó là một cái duyên khi mà nó xảy đến thì không thể nào mà mình đoán trước được không anh? Cái âm nhạc của anh và anh Huy gắn vào với những cái kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời của em hồi trẻ. Thì có lẽ nó rất đơn giản thôi. Em và IB cũng chỉ là một cầu nối giữa anh Huy và anh Sơn, một cầu nối âm nhạc đến với khán giả. Và bản thân em cũng là khán giả ngày hôm nay. Và đêm nay là một trong những cái dịp để mà tôi muốn nói lên cái lòng biết ơn của tôi với quý vị. Quý vị đã dành cho âm nhạc của Sơn và của tôi, quý vị đã đón nhận trong bao nhiêu năm nay. Và nếu không có quý vị thì chắc chắn là chúng tôi không có ngày hôm nay, chắc chắn là chúng tôi không còn đứng đây trên sân khấu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ca sĩ này thì gây ấn tượng mạnh, rất là mạnh. Phải nói là những cái bản nhạc hoặc những cái lời ca đã hằn sâu trong những tâm trí của thời trai trẻ rồi. Và nói chung đơn vị tổ chức rất là nghiêm túc, anh rất là hài lòng. Cả một tuổi trẻ là nghe Đức Huy, Tô Trấn Phong, Khánh Hà. Và chính vì thế nó gần như là ngấm vào trong tâm hồn của mình. Đêm nhạc có nhiều ý nghĩa, có rất là nhiều cái cảm xúc trong ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta đã thấy những người cho nó hát thật lòng, hát hết lòng. Và những cái bài hát đó mình đã nghe rất là lâu rồi. Và được hòa âm lại một cách rất là mới mẻ. Nó nghe quá hay. Không có lời nào mình diễn tả hơn được. You know, it's a beautiful, it's amazing. Mà cái này là lần đầu tiên chị thì vô nhà hát lớn của Hà Nội. Wow, chỗ này rất là đẹp. Mong sẽ mình sẽ trở lại là một cái văn nghệ ở đây, một cái concert, classical music concert ở đây. Rất hạnh phúc mà được gặp gỡ lại quý khán giả yêu nhạc của Hà Nội và được hát với ban nhạc sống, ban nhạc chơi với hết tâm của mình, âm thanh hay, rồi khán giả tuyệt vời. Thì còn nói gì nữa bây giờ? Hà thấy là mình là một người rất là may mắn được góp mặt ở trong cái đêm nhạc này. Rất là sự quảng bá của bên IB Group. Vì vậy anh em mình nói chuyện với nhau thì rất là hợp và mình thấy nó thoải mái để mà mình nhận lời. IB Group và riêng anh Nguyễn Thùy Dương, một người bạn mới của tôi, quá tốt đấy. Và đây là lần đầu tiên và tôi mong không phải là lần cuối. Ban tổ chức thì quá dễ thương. Mình biết là Dương là một người ban tổ chức dễ thương mà rất là chu đáo nha. Rất là chu đáo hoàn toàn. Hà nghĩ rằng Hà cũng rất là chọn những người để hợp tác khi làm việc. Và với IB Group thì luôn luôn có một cái không khí âm nhạc mà Hà cảm thấy là nó rất là vừa vặn.